Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình, Thêm Lục Tây Giờ Gaming Day. Hôm nay mình sẽ có một anh Yên nè, nhắn spam tin nhắn của mình hoài luôn anh em. Đây nè anh em, anh Yên này nè anh em. Ui, có cái gì đây? Dễ châu, nghe nói mày chơi Death Run giỏi lắm phải không? Solo Death Run không mày, kèo 100k, tao phòng. Ok, mất tên tao đây, mật khẩu là 88. Ok, ngon. Đưa cùi lõ. Mùi gắt thế nha. Ok, khoan, bình tĩnh. Ok, để mình kêu nó tạo nè anh em. Ok, được, ok rồi. Kèo 100k. Ok, anh biết đâu phần này đâu ra tự nhiên vô nhắn số 3 tự nhiên rồi mà sao nó biết mình nhờ, không lẽ nó có theo xin gửi kênh của mình, nó biết anh em thấy mình chơi Death Run. Ok, gọi chưa anh Niên, tao gọi. Ok luôn, vô anh em. Quất. Vô game anh em ơi. Anh em đợi xíu, đợi nó lát cái này nữa anh em. Ok. Đậu xanh quảng cáo. Để mình thoát ra vô lại để cho nó ấy lại cái quảng cáo ha, ấy lại game. Đó. Ok, vô cái map ha. Đâu rồi? Đây. Mật khẩu là 888 đúng không? 468 đúng không? Ok. Quật liền. À, thành niên. Gì đây? Dân chơi. Ok, để xem anh em này sẽ chơi như thế nào, anh em trình độ như thế nào. Rồi, ôi anh em này cũng có cái đầu nhìn khá là dân chơi đấy. Dân chơi mà. Chết rồi anh em. Nó chết rồi đó. Wow, căng đấy nhờ. Ý là tôi đã chém nó đó anh em, là world kill nó là nó chết rồi đó anh em. Mình đứng múa là nó chết rồi đó. Mấy trận chung anh em nhờ. Để hỏi xem là mấy trận chung mà. Rồi, mày đây. Đâu? Mày ngu người quá đi. Nhìn thanh niên này mày chẳng biết nữa xong chứ. Để xem thanh niên này làm gì nè. Chạy như thế này hả? Wow, nó chém nó anh em. Mày gắt quá. Sụp chết anh em ơi. Một hit anh em, một hit là chết. Ok, 10 trận chung đi anh em, 10 trận chung đi cho nó ấy anh em, cho nó chẳng 10 trận hay anh em, 10 trận. Ok, anh đi mày hát à, mình đâu có hát cái đéo gì đâu. Mình có hát cái gì ra anh em, mình vẫn chơi bình thường, không có cái gì gọi là hát, được gọi là hát luôn đấy. Mày vô. Gớt anh em ơi. Rồi. Đây. Quên nè. Sụp luôn. Chống mực phải nữa anh em. Pha chém chúng mình phải nồi luôn nữa. Vô thật là chết. Ủa nãy giờ nó chưa giết mình được một mạng luôn á. What the fuck. Anim.
mình sao chép nữa, chọn tất cả này, sao chép. Ok, xem. Vô bạn ơi. Vô. Thôi đi nhanh nhờ. Dễ trâu à, solo kèo 100k nha. Mình quên là 100k của mình. Ok. Dễ vãi. Ủa, anh em 3 mới đúng chứ. Kèo black ga. Vô. Rớt rồi anh em rớt rồi. Xin cái tuột. Bài vô bà nè. Thế nào mà rớt ngoài đấy. Đậu danh cái đéo. Đang chơi nhắn lắc phải lần. Bài vô bà nè. Sực một hít. Dạ, thấy mình múa mà anh em kiểu phất, có tờ phất luôn. Bay vô, mình chẳng tem. Bay vô. Một hit anh em ơi. 6 trận rồi anh em đi, chỉ là còn 4 trận nữa là thắng anh em, 4 trận nữa thắng. Chỉ là còn 4 trận nữa. 4 trận nữa nha. What the fuck? Chờ anh Niên này. Ok anh Niên, chạy gắt đây. Ok. Mình rời hắn. Gắt đây. Ok nha. Ha. Ok. Chị gắt. Mình đi gắt. Châu, ok, chở châu. Mày thì chở châu, ok, tôi chở châu. Một tiếp tiếp nha. Ok, trận nó chém mình là không tính nha. Nó mới chém mình có một trận thôi. Ok, vậy là 6, 7. Còn 2 trận nữa anh em. Hồi nãy nó chém trận kia mình không tính nha. Trận lớn của nó thắng. Mới chém mình chỉ mới được một trận thôi, mình chém mới được 6 trận rồi. Trận nãy là 7 luôn vậy. Xanh đi mày nhây. Còn xanh nó nhây đâu lên xuống. Đậu xanh, đậu Hà Lan, đậu nành. Đậu xanh, đậu phộng, đậu đỏ, đậu Hà Lan, đậu nành. Anh đi này ngay nhờ. VL. Cái gì vậy? One shot nè, một hit thanh niên làm dài luôn. Ok. Hình như là còn trận cuối anh em. Ôi lẽ, lỗi. Mình nhảy. Bảo cái đéo gì. Trận cuối rồi. Wow, xin mày cái tuổi luôn. Chết mình luôn em. Đi chém chết mình luôn. Đấy, được nha. Thanh niên này đang ghi anh em, đang ghi cho nên là không chém nó anh em. Nó đang ghi, nó nhắn. Ok. Mẹ nó thắng 2 trận anh em, cái thay mình lên mình sạc thôi.
Trận này nữa em, trận này nữa là 100k nha. 100k, 100k. 100k bay bay về mình thôi em. Quá dễ. Easy. Ok. Xóm luôn. Đánh tem. Khoan nữa mình chỉnh cái độ nhạy lưu xuống một xíu. Còn hứa là làm. Ok. Hứa là làm. 100k, ok, quá dễ luôn. Bay mà mày. Ừ, anh đi mình nhanh nha. Ok, 100k. Rồi, luôn, 100k. 100k liền, lụm tiền. Ok, tiền đâu. Tiền lực của tôi. 100k. 100k bay về quá là easy luôn. Ngon. Ngon chim rồi. Ủa, 100k nào lại hết lao? What the fuck? Ủa, mới hứa luôn, nó mới hứa về lúc nãy luôn em. Mới hứa về lúc nãy, anh em có thể đọc. Đậu xanh. Nè, nó mới hứa nè. Đó, kèo 100k nè, thấy không? Ủa, what the fuck? What the fuck đâu em à, đi mẹ phải luôn. Ơ, 100k đâu rồi? Tiền mình đâu? Đâu rồi? What the fuck? Đấy à. Trăm cá. What the fuck? Đi mê chơi kìa. Ơ, sao không nhận được rồi? Block luôn hay vậy? Block luôn hay rồi?